Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình front end, với này thì ActJS cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 10 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái cơ chế rendering environment ở trong React. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu như sau. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu environment là cái gì. Thì để tìm hiểu về cái environment là gì thì các bạn hãy vô cái trang react.js.org và các bạn đến cái phần main concept. Tiếp theo thì các bạn đến cái mục rendering environment. Thì ở đây nó có giải thích environment là các khối xây dựng nhỏ nhất của một cái ứng dụng React. Thì một environment thì sẽ mô tả những cái gì mà chúng ta sẽ xem thấy được ở trên màn hình. Rồi, ở đây thì nó có giải thích là không giống như các environment DOM ở trên trình duyệt, thì các React environment thì nó là các plain object và nó rất là ít chi phí để tạo ra. Thì cái thằng React DOM nó sẽ xử lý và update các DOM mà phù hợp với cái các React environment. Thì ở đây thì nó có cái khái niệm DOM. DOM này thì tức là Document Object Model. Thì cái phần DOM này thì tôi sẽ giải thích cho các bạn chi tiết ở cái buổi tiếp theo. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái DOM mà cái Virtual DOM được sử dụng ở trong React ở cái buổi 11 là buổi tiếp theo. Thì trong buổi này thì tôi sẽ các bạn cứ hiểu đơn giản mấy cái phần về khái niệm environment này ở đây như vậy thôi. Thì tôi tóm tắt lại nè, thì các environment là các khối xây dựng nhỏ nhất của một cái ứng dụng React. Thì một environment thì sẽ mô tả những cái gì mà chúng ta sẽ xem thấy được ở trên cái màn hình. Thì ví dụ về một cái environment thì nó có thể là một cái chuỗi, một cái image, một đoạn test, vân vân. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về làm thế nào mà cái React.js nó render các environment. Thì để tìm hiểu về cái cách mà thằng React nó rendering environment, các bạn sẽ tiếp tục đọc về cái phần rendering environment into the DOM. Thì ở đây nó có giải thích rằng chúng ta sẽ có một cái thẻ div ở trong một cái file HTML, và cái thẻ div này thì nó sẽ có một cái ID là bằng root. Ở đây thì cái thẻ div với ID bằng root này thì nó sẽ gọi là một cái root DOM. Nó có giải thích là để mà chúng ta sẽ sử dụng cái div này với lại là một cái root DOM này thì nó sẽ được sử dụng với lại và được quản lý bởi cái thằng React DOM. Thì các ứng dụng mà của thằng React này thì nó sẽ thường thường sẽ chỉ có một cái root DOM thôi. Và nó cứ kêu là nếu mà các bạn tích hợp cái React này vào trong một cái ứng dụng khác thì các bạn có thể có nhiều cái root DOM như mà các bạn mong muốn. Thì để mà render một cái React environment thì đầu tiên thì chúng ta cần phải truyền cái DOM environment vô cái thằng React DOM.DAGroup. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ truyền cái thằng React environment vô cái thằng gọi cái thằng group và gọi cái hàm render. Thì đây là cái code ví dụ của nó đây. Thì đây thì chúng ta sẽ có một cái biến root như vậy. Và cái root này thì nó sẽ bằng cái React DOM và nó sẽ gọi cái hàm React root. Và trong cái hàm React root thì nó sẽ truyền vô cái node mà nó muốn thực hiện render ra. Thì cái node này nó sẽ gọi cái document và gọi GetInen by ID và truyền vô cái root. Thì nó sẽ gọi đến cái thằng div này để mà nó thực hiện xử lý và render cho chúng ta. Đó, rồi tiếp theo thì ở đây thì nó có một cái environment là một cái phần tử, thì là một cái chuỗi Hello World như vậy. Đó, nó là một cái chuỗi Hello World để trong cái cặp thẻ H1 như vậy. Và sau đó thì nó sẽ gọi root.render và nó truyền vô cái environment mà cần render. Đó. Thì ở bữa trước thì ở trong source code thì của thằng React nó init, thì ở đây thì nó có một cái file index.html này. Đó, thì đây nó có một cái div ID bằng root như vậy này. Đối theo thì ở trong cái file index.js thì các bạn thấy thì ở đây thì nó có một cái biến là biến root này, thì nó sẽ bằng cái thằng React DOM và gọi cái hàm React root và nó sẽ truyền vô cái phần tử mà cần render qua cái thằng document gọi hàm GetInEmbed by ID. Rồi sau đó thì cái biến root này nó sẽ gọi cái hàm render, và sau đó thì trong cái render này thì nó sẽ truyền vô các component hay là các element mà sẽ chứa các phần tử mà sẽ được render ra. Thì ví dụ như ở đây thì có cái thằng app component, thì trong cái thằng app component này nó sẽ chứa các phần tử mà sẽ được render ra UI cho chúng ta.
Rồi, tiếp theo là tôi sẽ demo cho các bạn tạo ra một số element, một số cái phần tử, và sau đó thì tôi sẽ demo cái việc mà render ra UI cho các bạn xem. Thì ở đây thì tôi sẽ có một số cái biến, ví dụ như là về chuỗi này thì tôi sẽ có cái biến là username này, rồi biến kiểu number thì tôi có biến A này. Rồi theo tôi có biến email này, là cái biến kiểu boolean này. Rồi theo là tôi sẽ có một cái object này. Đó, thì rồi theo là tôi sẽ có một cái mảng này, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn demo cái phần xử lý render cho các trường hợp ở trên này. Thì bữa trước thì tôi có hướng dẫn các bạn cái phần render ra cái chuỗi Hello World này, thì bây giờ cái chỗ này thì tôi sẽ sửa lại. Thì cái chỗ này chẳng hạn như là tôi muốn in một cái biến, cái kiểu chuỗi là cái biến username này ra màn hình này, thì tôi sẽ đi làm về sau. Đây tôi sẽ Hello này chẳng hạn như, rồi tiếp theo là tôi sẽ truyền vô cái biến username như vậy, rồi tiếp vô save này. Rồi bây giờ các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn thấy cái chữ Hello nó up, Hello World nó update thành Hello Adam như vậy đó. Rồi theo là chẳng hạn như tôi muốn show ra cái biến A này, thì tương tự thì tôi cũng bỏ nó vào trong cái dấu ngoặc nhọn như vậy. Rồi tính do sai này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là nó cũng show ra được cái kết quả này. Rồi tiếp theo thì đối với cái trường hợp như là cái kiểu boolean. Thì cái kiểu boolean thì này thì nó ở trên UI nó sẽ không show lên gì. Ví dụ như tôi show thử cho các bạn xem này. Đó thì các bạn sẽ không thấy nó có show lên được cái kết quả ở trên màn hình. Rồi tương tự thì cũng có một số cái kiểu khác như là cái kiểu null hoặc là undefined thì nó cũng không có show lên. Ví dụ tôi có cái kiểu null này. Đó, hai cái kiểu này null và undefined thì nó cũng không show lên trên màn hình. Đó, các bạn sẽ thấy nó không show lên gì. Thì mấy cái kiểu như là boolean này hoặc là null undefined thì thường này nó sẽ xử lý một số cái trường hợp liên quan đến cái xử lý về cái logic này nọ. Thì bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn một cái trường hợp mà nó sẽ cần phải xử cái logic chẳng hạn. Thì chẳng hạn như là cái trường hợp chẳng hạn như là nếu mà cái email này bằng true thì tôi sẽ muốn show lên cái test là bằng mail chẳng hạn, thì tôi sẽ đi làm như sau. Đây, tôi sẽ có dấu hỏi này. Đó, theo là tôi sẽ cho nó cái biểu thức là mail. Còn trong cái trường hợp ngược lại thì tôi sẽ cho là cái female. Rồi tôi nick save này. Rồi bây giờ tôi nên trình duyệt tôi kiểm tra này. Đó thì bây giờ nó sẽ show lên được cái chữ mail cho tôi này. Đó. Thì đối với cái kiểu mà boolean thì chúng ta chỉ cần áp dụng cho cái phần xử lý logic ở bên bên dưới cái source code, bên dưới của cái chương trình nó chạy thôi. Đó thì ở đây thì ngoài cái cách mà ghi ra như vậy thì ở đây thì còn có một số cách khác mà các bạn để sử dụng với cái kiểu boolean này. Ví dụ như là chẳng hạn như là tôi có thể ghi là email như vậy này. Tiếp theo là tôi sẽ thì nếu mà cái biến email mà nó bằng true thì tôi sẽ show ra cái test là bằng mail ở trong cái thẻ P như vậy. Rồi trong trường hợp ngược lại thì tôi sẽ cho là female. Rồi tôi cho save này. Đó thì các bạn sẽ show được cái thấy nó show ra được cái mail như vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta còn có một cái cách khác để mà viết cái code cho cái trường hợp xử lý với lại cái logic với lại cái kiểu boolean này, thì tôi có cái kiểu khác đó là email này. Tôi theo nữa cái dấu và đó, tôi sẽ có cái kiểu như vậy nữa.
Ví dụ như trường hợp khác này, và tôi sẽ cho là chỗ này là female này. Mình cho size này. Đó, tương tự thì nó cũng show lên cho tôi là cái chữ male như vậy. Thì hai cái trường hợp sử dụng cái cú pháp là cái dấu hỏi này với lại cái dấu và này thì nó tùy vào các trường hợp mà các bạn sẽ sử dụng. Thì trong cái trường hợp mà các bạn chỉ muốn show lên với lại một cái thẻ HTML đơn giản thì các bạn sử dụng cái cú pháp là cái dấu hỏi như thế trong trường hợp này thôi. Còn trong cái trường hợp mà các bạn muốn show ở trong một cái khối HTML phức tạp thì các bạn sử dụng cái cú pháp là cái dấu và bà. Thì trong cái trường hợp này thì tôi sẽ đi demo cho các bạn một cái trường hợp mà sẽ show với lại một cái khối HTML phức tạp. Thì trong trường hợp mà các bạn muốn nó nồng ở trong cái nhiều cái thẻ HTML khác nhau thì các bạn thêm một cái dấu ngoặc tròn như vậy. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ truyền mấy cái thẻ của bạn vô như vậy. Thì khi mà các bạn truyền vô như vậy thì nó sẽ báo nói là cái thằng GX nó sẽ không không cho chúng ta. Thì nó báo là chúng ta cần phải có một cái pattern enablement, là chúng ta cần phải truyền vô một cái enablement cha nào đó. Thì ví dụ như ở đây thì các bạn có thể cho nó vô một cái thẻ deep nào đó chẳng hạn. Đó, rồi sau đó các bạn sẽ bỏ các thẻ P của bạn vô trong cái thẻ deep này như vậy. Vì trong trường hợp vừa nãy thì là ba thẻ B, tức là ba cái thẻ này nó ngang hàng với nhau và nó phải bắt buộc phải có một cái thẻ tra, thì tôi sẽ cho vô đây là cái thẻ deep chẳng hạn. Rồi tôi vô save này. Rồi bây giờ tôi nên trình duyệt này. Đó, thì đây là ba cái chữ mail này. Nếu mà các bạn nào mà không muốn sử dụng cái thẻ deep này thì các bạn có thể dùng cái thằng react chấm fragment. Đó, đây cũng là một cách. Đó. Rồi ngoài ra thì còn có một cái cách khác nữa. Thì chẳng hạn như là các bạn không thích sử dụng fragment thì các bạn có thể để nó như vậy thôi. Đó, các bạn chỉ cần để như vậy thôi. Đó. Rồi tích vô save này. Đó, các bạn chỉ nếu mà chắc trong cái trường hợp mà các bạn không thích sử dụng cái thằng React Fragment này thì các bạn phải sử dụng cái cú pháp là hai cái dấu ngoặc nhọn như vậy thôi. Đó. Rồi bây giờ tôi nên trình duyệt này. Đó thì tương tự này nó cũng show kết quả ra như vậy. Rồi tiếp theo là cái trường hợp một cái đối tượng. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn xử lý demo cho các bạn về cái phần render ra một cái đối tượng như sau. Bây giờ tôi sẽ xuống dòng đi. Tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ B này và tôi sẽ render ra cái đối tượng là employee này. Thì để mà render ra được cái đối tượng employee này thì tôi sẽ chuyển vô cái employee vô cái dấu ngoặc nhọn ở đây. Rồi tích vô save này. Đó thì ở trên trình duyệt nó sẽ bị một lọ báo lỗi. Thì trên trình duyệt nó sẽ báo lỗi là cái object này không là phải là một cái đối tượng hợp lệ. Như vậy thì để mà render ra được một cái object thì các bạn cần phải thay báo gọi cái object đấy, rồi các bạn sẽ gọi cái thuộc tính của cái object đó. Thì đây ví dụ như tôi muốn gọi cái name của cái object này đi thì tôi sẽ chấm chấm cái name như vậy. Đó, tôi tích vô save này. Đó, thì bây giờ nó hết lỗi rồi và nó show lên được cái test là Adam Nguyễn là cái tên của cái employee của tôi. Đó, thì các bạn chú ý cái trường hợp mà là một cái object thì các bạn không thể nào mà truyền cả cái object đó vô cái dấu ngoặc như vậy, và các bạn phải gọi cái object đó và các bạn gọi cái thuộc tính của cái object đó thì các bạn mới render ra được. Rồi tiếp theo là trường hợp rendering một cái mảng. Ở đây thì tôi sẽ có một cái mảng màu như vậy. Thì để mà rendering ra được cái mảng này thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn như sau. Thì chẳng hạn như cái mảng này tôi sẽ render vào một cái thẻ UN đi. Rồi theo thì tôi sẽ gọi cái mảng là colonic và tôi sẽ gọi hàm map để mà duyệt qua mảng. Tôi sẽ nạp qua từng cái item một.
và tôi sẽ render ra là cái phần tử là cái thẻ NI. Đó, tôi sẽ render vào cái thẻ NI như vậy. Rồi tôi vô save này. Rồi bây giờ tôi nên trình duyệt và tôi kiểm tra lại này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là có ba cái màu là red, pink, blue như vậy. Đó. Đó, tương ứng với cái mảng của tôi đây. Đó. Thì cái khi mà duyệt mảng thì chúng ta cái thẻ NI này thì chúng ta nên cho nó một cái key nào đó. Key là một cái giá trị duy nhất, ví dụ như cho tôi cho vô cái giá trị là color này. Đó, để mà chúng ta phân biệt các cái tầm với nhau. Chẳng hạn như là tôi muốn cho nó cái style đi. Tôi sẽ sử dụng như sau này. Thì tôi sẽ sử dụng cái kiểu là inline style. Đó thì tôi sẽ gọi cái style và tôi sẽ bằng hai cái dấu ngoặc nhọn như vậy. Và tôi sẽ truyền vô cái color vô đây. Thì đây là một cái sử dụng cái kiểu CSS của thằng trong cái thằng React. Thì bữa nay tôi sẽ demo như vậy thôi. Còn chi tiết về cách sử dụng CSS hoặc là Bootstrap vân vân, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái phần chương 3. Thì bây giờ tôi đi cho save này. Rồi bây giờ tôi nên trình duyệt này. Đó thì các bạn thấy mấy cái màu ở mấy test nó thay đổi tương ứng này. Đó. Đó, như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn giải thích cho các bạn về cái cơ chế rendering environment ở trong cái thằng React, và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn làm demo để rendering một số cái kiểu dữ liệu, kiểu một số cái kiểu item ở trong cái thằng React. Thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.